đám ở đây gò các bạn, giờ nó qua nó tiếp sức với cái đám ở đây. Đó là mấy cậu lúa.
mấy cậu lúa mấy anh đang chở lúa ra hoài đó bạn, mấy anh đang chở lúa ra hoài để cân lúa bán lúa tươi đó. Rồi máy chưa, máy kia lúng nữa rồi các bạn ơi, máy kia cắm đầu nữa rồi, quay làm xuống cắm đầu nữa. Rồi mình đi lại không kịp đâu, mình đứng tại chỗ, mình đứng xa mình zoom lại các bạn ơi. Rồi bây giờ anh đang kéo, đó, anh đang kéo lên các bạn, chào anh kia tuôn bánh không rồi. Rồi rồi lên được rồi, lên được rồi các bạn ơi. Rồi chúc mừng hai anh đó.